Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City Thành Phố Rồng. Đây, hôm nay mọi người cùng nhau chờ đợi. Và hôm nay chúng ta đã có được một cái trứng, hai cái trứng rồng mới luôn các bạn à. Con này giống như là con kỳ lân hay là con... con này cấp L luôn. Wow, và nó có ba chiêu khá là đẹp đây. Này là hệ lửa, để mình sẽ xây một cái ngôi nhà lửa để cho cái con rồng mới này thể hiện cho các bạn xem nha. Đầu tiên là chúng ta phải đi thu hoạch ít vàng cái đã. À, những cái hòn đảo của mình đã mở tới hòn đảo màu tím rồi. Hòn đảo màu tím này tốn tới 125 game lượng, cho nên mình đang để dành game luôn. Hiện tại HNT đang có được 15 game thôi. Giờ chúng ta sẽ đi xây một cái ngôi nhà lửa ha. Hình như là mình có một cái ngôi nhà lửa ở đây rồi. Ồ, ngôi nhà lửa này có hai con rồi. Chúng ta sẽ đi xây thôi. Xây thì cũng nhanh thôi, tại mấy ngôi nhà này là mấy ngôi nhà rất là đơn giản. Đây. Ở đâu rồi? Cái chỗ đâu mất tiêu rồi. Nó xây ở đâu thế nhỉ? Mới thấy 900 nhảy lên. Còn cái nhà của mình nó nằm đâu? À, nó nằm ở đây. Thì ra là vậy, chỗ này vẫn còn chỗ miếng đất trống. Và bây giờ mình sẽ đưa nó ra nha các bạn. Con này cấp L luôn, rất là hổ báo đấy. Cho em ấy vô đây. Wow, và mình đang coi cho hai con rồng yêu nhau nữa. Đó chính là con siêu trâu và cái con sa tăng. Hai con này yêu nhau được một ngày 11 giờ. Một ngày 11 giờ nữa sẽ ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi với em này nha. Em rồng mới. Và các bạn muốn mình đặt tên cho cái con rồng này là cái gì thì hãy comment bên dưới video nha. Wow, rất là quậy luôn. Ồ, lên level 4 rồi vẫn chưa biến hình. Vậy là lên level 7 nó mới biến hình. Wow, quá đẹp. Các bạn ơi, nhìn rất là hổ báo luôn kìa. Kiếm sĩ rồng. Mình quyết định đặt tên cho nó là kiếm sĩ rồng nha các bạn. Wow, kiếm sĩ hay là chắc chơi sĩ này mới đúng nè. Kiếm sĩ rồng à, mình là học giỏi lắm, mình học lớp 5 à. Kiếm sĩ rồng HNT đi à, ít ra là phải vậy chứ. Nhìn rất là đẹp trai luôn đúng không nào. Mình sẽ cho nó lên level, tạm thời level 10 đi, level 11 luôn đi. Cho nó ăn nhiều quá mình không có thức ăn, khổ nổi là HNT nghèo rớt mùng tơi luôn. Kiếm sĩ rồng, mà bây giờ mình sẽ cho con kiếm sĩ rồng là cấp L này đi chiến đấu nha. Mọi người hãy cùng nhau theo dõi xem khả năng của chú ấy sẽ làm được gì và những cái skill của chú ấy sẽ như thế nào. Ồ, chúng ta còn 17 phút nữa mới có thể chiến đấu ở đây. Vậy là chúng ta buộc phải, không biết nó vô đây nó đánh được không ta. Ở đây là cấp L, như là cấp L mới được đánh hay sao đấy. Cấp E mới được đánh, vậy là nó không vô đây nó đánh được rồi. Ây, 17 phút chắc nó cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. À, bây giờ chúng ta sẽ đi đầu tiên là để chút xíu nữa mình sẽ vào đó mình đánh. Còn bây giờ mình đi solo với những anh em trong kênh nha. Đây, và các bạn có chơi cái game này có thể kết bạn với mình qua Facebook nha. Đường link mình sẽ để bên dưới phần hiển thị video. Và hôm nay chúng ta sẽ kiếm một cái cậu nào đó đánh cho vui. Ở đây có rất là nhiều bạn luôn à, những bạn này đều đã kết bạn với mình qua Facebook, cho nên tên đừng nằm trong đây. Và mình sẽ lựa chọn bạn nào đó để chơi. Wow, mấy bạn này quánh quá quen thuộc rồi. Wow, có một cái bạn tên là Thảo Phạm. Thảo Phạm là một cái cô bé ca sĩ ca nhạc rap rất là hay, và anh cũng khá là thích cô bé đó. Cho nên trận này chúng ta sẽ quất với cái cậu đặt tên là Thảo Phạm luôn. Không biết là mặc dù phải cô bé đó chơi hay không. Rồi chúng ta chơi là chơi vui là chính. Đây, cho vô kinh công vô dao vô dáng nào. Action. Cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Wow, cô bé Thảo Phạm này chỉ có một con rồng là rồng sa tăng level 23 thôi, lượng máu lên tới 30.000 các bạn à. Đây, tính ra thì cô bé này chơi không lẽ chỉ có một con, chắc có lẽ là cô ấy không có để nhiều con để thủ thôi.
Wow, rồng khủng long của mình lại có chiêu được đam luôn. Để mình lấy rồng khủng long chơi với con level 23 sao? Con này 23, mình 21, tính ra nó hơn level mình đấy. Nó chữ B, mình chữ C, mình cũng thua nó nữa. Nhưng mà ngược lại mình có cái chiêu chiêu đất được đam với nó thôi. Xúc luôn 15.000. Wow, tính ra rồng khủng long mình rất là mạnh luôn đấy. Chắc mình sẽ nâng cái con rồng khủng long này của mình lên thôi, vì mình thấy chú ấy quýnh quá tuyệt vời các bạn ơi. Ồ, ăn một dáng 19.800 điểm kinh nghiệm luôn kìa. Thấy ghê chưa? Tiếp tục luôn. Wow, bây giờ tiếp theo sẽ là bạn nào quýnh với mình đây? Và mình HNT rất mong là sẽ có nhiều bạn kết bạn với mình luôn. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đấu với một cái cậu nào đây? Những cậu này là ra quá quen thuộc với mọi người rồi. Có bạn nào mới dễ thương không nào? Ồ, ở đây có một cái bạn đã tên là Gấu Con các bạn ơi. Gấu Con level 58. Để chơi với cậu Gấu Con này trận nhé. Gấu Con hay Gấu Ca gì đây, chúng ta đè, chúng ta quất hết. Đây, action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Và bây giờ HNT sẽ solo tay đôi với Gấu Con. Xem đội hình của Gấu Con nào. Wow, ba con cấp huyền thoại các bạn ơi. Quá dữ luôn. Hàng khủng đây. Đây, đầu tiên là thần Mộc Xì Tin. Thần Mộc Xì Tin chơi tay đôi với chú này à. Quýnh này chắc cũng vui đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gẹo chọc tem bạn bằng tiệt chiêu. Gọi là tiệt chiêu Gambit đi. Tấn công nào vua kinh công. Quất pha đầu tiên. Ô, 22.000 đam quất vô cái con sói ca các bạn ơi. 12.000. Ồ là la, con này nó quýnh không có được đam đối với kinh công, cho nên kinh công khá là khỏe đối với cái con khủng long này luôn. 20.000 đam. Ồ, chưa đam các bạn ơi, chưa đam mà đã 20.000 rồi đấy. 12.000. Quýnh một phát nữa là con này nó sẽ lên được. Cái cậu Gấu Con này cũng khá là mạnh đây. Ở đây hai cái con này đều là có tuyệt chiêu băng được đam với vua kinh công cả. Ô, nó quất chết mình mất. Không ổn rồi, con này level 33 luôn. Căng thẳng các bạn à, 40.000 luôn kìa. Sát thương gây ra quá ghê gớm. Thật sự là không thể tin được, sát thương quá kinh khủng các bạn ơi. Và bây giờ cái con khủng long của mình thì dường như nó chưa có đủ tuổi, mới có level 21 thôi mà phải đối chọi với một anh đại level 33. Cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến không cân sức. Quất một phát mười mấy ngàn, làm sao chịu nổi đây. Quất phát nữa mình quýnh được khoảng mười mấy ngàn thôi, mà cái con này nó mạnh thế, làm sao mà có thể chịu nổi. Chắc phải nâng cái con khủng long này lên thôi các bạn. Bây giờ là anh em càng ngày càng mạnh, còn HNT thì càng ngày càng yếu. Do thức ăn cho mấy con gấp huyền thoại mới ăn nên à, không có đủ thức ăn để nâng cho mấy con ở dưới. Bây giờ thần Mộc Xì Tin cho mới level 27 phải đối chọi với hai anh đại là level 30 và level 33. Sức chiến đấu của thần Mộc Xì Tin thì nó có giới hạn. Được cái là ở thời ơi, quất cái gì mà hai mươi mấy ngàn vậy. Phải nói rằng cái cậu Gấu Con này rất là mạnh luôn đấy. Sức sát thương ghê thiệt. Bây giờ ô con này nó còn 28.000 nhưng mà mình còn có 24.000 mà tem bạn lại được đánh trước nữa mới đâu. Phải chi mình quýnh trước là ăn rồi. Ồ các bạn thấy không? Nếu như mà mình giá như mình được quánh rồi, như là chỉ cần một hit nữa thôi là 13.000 máu này mình đẩy văng vách luôn đấy. Chi tiết đó là tiếc cho buồn cho số phận. Đai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm game thôi. Nãy giờ đấu mấy hiệp này cũng chắc đủ thời gian rồi đấy. Wow, quýnh mới có chút xíu thôi mà vàng nó mọc lại như phin luôn nè. Ok, rồi chúng ta sẽ đi chiến đấu nha các bạn. Quýnh không nổi với cậu Gấu Con luôn. Và đây. Wow,
Đây, trận này sẽ mang cái con này trở lại và mình sẽ cho nó ăn, cho nó lên level để nó có sức mạnh nha các bạn. Để nó bị ăn hiếp hoài không được. Hết thức ăn luôn, lên được level 23 các bạn ơi. Trận này mình sẽ đem nó đi chiến đấu và chắc có lẽ là sẽ... Con này mới level 23 thôi. Mình sẽ mang rồng phù thủy trở lại đấu trường nha. Action. Cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Các bạn sẽ được nhìn chứng kiến lại sự trở lại của rồng phù thủy và cả khủng long. Hai con này là hai con cấp huyền thoại khá là ngon cơm. Wow, bạn này là người Việt Nam chắc luôn. Kiếm sĩ ánh sao, đặt tên khá là đẹp đấy. Gọi là anh tặng cho em like luôn ấy. Và anh em xem video cho anh một like để ủng hộ chơi cho vui nha mọi người. Sức sát thương của phù thủy thì không có được cao cho lắm, nó quánh người ta chỉ có 10.000 thôi mà người ta quánh nó lại là mười mấy ngàn luôn. Đây, khủng long lên level 23 thì có điều gì khác biệt nào? 9.300 đam các bạn à. Bò tót cuồng nộ là tên của cái chú rồng này. 14.000, mình đoán là mình đam không lên nổi 14 đâu, cho nên là sẽ giảm máu. Vì mình đang muốn luyện cho cái con rồng khủng long của mình cho nó mạnh lên, lên chữ rồi cho nó hổ báo lên để nó có thể ra đánh tem rồi đi solo với anh em. Chứ để quýnh mà để anh em ăn hiếp miết à, rất là khó xử. Hãy xem sức mạnh của khủng long bạo chúa 16.618 máu. Wow, lại nữa vũ lít xấu trai nữa. Trời ơi, kiếm hoài không thấy ai đặt tên HNT xấu trai hết. HNT đẹp trai chứ đừng đặt xấu trai, tội nghiệp mình. Dù sao mình không đẹp nhưng mà cũng đặt cho nó vui đi chứ. Wow, văn dách con rồng phù thủy luôn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ dội cậu này bằng tiệt chiêu gain mau 17.800. Wow, sát thương của khủng long chúng ta đam lên tới 17.000 rồi các bạn ơi. Với khả năng bất diệt như vậy thì ai có thể là đối thủ của cái chú khủng long của mình đây? Nâng cho nó lên level 30 là coi như đi gánh thiên hạ luôn. Một mình chú ấy cân cả thế giới. Con này level 25, máu là 26.000. Theo tính toán của các nhà khoa học thì chúng ta khi sử dụng tuyệt chiêu mặt trời sẽ giảm lượng máu nó còn khoảng 8.400. Và như vậy 8.400, nó đập lên con vua kinh công muốn tắt thở luôn. Ít ra phải chừa miếng oxy cho người ta thở chứ. Xúc lại nào khủng long. Yeah, quá tuyệt vời, sức đam lên tới 17.000. Con này 16.000 thì chúng ta quánh không nổi rồi. Đành phải nhờ rồng phù thủy giúp một tay, giúp một vé đồ. 4.000 mấy như vậy là quýnh ngon cơm. Thôi ơi, con rồng phù thủy bị quýnh thảm thương luôn. Quýnh thằng nhỏ mà gần tắt thở luôn các bạn ơi. Nguyên một cái đầu chim từ dưới đất chung lên lụm được 8.800 máu. Con này cấp L đây. Nó là cấp L, nó không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Wow, 12.000. Vẫn mất đi 11.000 nhưng mà không sao. Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Khủng long chúng ta sẽ có ngày trở nên hậu báo. Victoria, ô lộn Victory. Ý cha, mình đang cố gắng lên level 52 luôn, không biết chừng nào nó mới lên nổi đây. Cuộc sống mưu sinh vất vả quá. 14.000 à. Tại vì rồng phù thủy ra nào. Với sát thương đến từ rồng phù thủy thì khỏi chê khỏi bàn luôn. Quýnh cho người ta gọi là dừa máu để cho những cái con này nó luyện level là rất là ok. Ồ, rồng khủng long với đam như vậy là 17.000, hết máu luôn rồi. Con này 11.000 đúng không? 11.000 để xem có chiêu đam không. Với những cái con có tuyệt chiêu đinh ốc thì chúng ta không có hề đam được. Nhưng mà rồng phù thủy thì lại khác. Rồng phù thủy có lẽ là mình kiếm cái chiêu bèo nhất của con phù thủy này quánh đi. Nó quánh được 8.000 mấy luôn. Quánh gọi là vừa tầm đấy. Vậy là rút kinh nghiệm, chúng ta có thể đem rồng phù thủy đi theo. Nhưng mà gặp những con mạnh quá có lẽ rồng phù thủy sẽ không phụ gánh nổi. Wow, HNT lên chữ C cộng rồi kìa. Con này chắc quýnh còn 3 cái, 2 cái, quýnh có lẽ là 2 cái nó sẽ lên được. 9.300. 5.000, quýnh tới sáng luôn, mình vẫn lợi thế hơn. Quá tuyệt vời. Lên được chữ C cộng rồi, không biết chừng nào nó mới lên được tới chữ B đây.
Wow. Thì chúng ta có thể đi thu hoạch vàng đây các bạn. Ở khu này mới có mấy mười mấy phút mà nó vàng nó ra, mà phải nói nó là thu mỏi tai luôn. À, các bạn thấy ghê chưa? Vàng thu đuối luôn. Và cái con khủng long bạo chúa mình mà nâng nó lên level 30 là coi như là chúng ta có thể đi gánh cả thế giới luôn đấy. Vì những con hệ băng mà con kinh công nó bị kẹt lại thì cái con khủng long này có thể cân cả luôn. Cân tất cả luôn đấy, không phải dạng vừa đâu. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ HNT nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng để lại một đăng ký. Và nhớ mở thông báo kênh lên nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.